Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Tại cuộc gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Sao Mai đã báo cáo với Chủ tịch Quốc hội và đoàn về kết quả công tác của đại sứ quán, tình hình quan hệ song phương Việt Nam Trung Quốc và công tác người Việt Nam tại Trung Quốc. Đại diện cộng đồng bày tỏ xúc động, đều Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dành thời gian gặp mặt ngay sau khi đến thủ đô Bắc Kinh. Đồng thời cho biết, những năm qua, cộng đồng luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn của đại sứ quán với nhiều hoạt động thiết thực, làm cho bà con luôn thấy ấm lòng, cảm nhận được tổ quốc luôn ở bên mình, hướng về mình. Đại diện cộng đồng khẳng định luôn đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ nhau cùng phát triển và luôn hướng về quê hương, tích cực đóng góp cho đất nước thay mặt đoàn đại biểu cấp cao việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ gửi tới toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán các cơ quan đại diện việt nam và cộng đồng người việt nam tại trung quốc lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất bày tỏ vui mừng xúc động đến thăm đại sứ quán và gặp mặt đông đảo bà con ngay trong hoạt động đầu tiên tại thủ đô bắc kinh ông vương đình huệ cho biết đã nhiều lần thăm trung quốc nhưng đây là lần đầu tiên thăm chính thức trên cương vị chủ tịch quốc hội việt nam theo lời mời của ủy viên trưởng nhân đại toàn quốc trung quốc triệu lạc tế đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc sau 5 năm của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, diễn ra sau hai chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của hai đồng chí lãnh đạo cao nhất Đảng, nhà nước hai nước, là chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2022, nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên Trung Quốc mời thăm chính thức ngay sau đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam tháng 12 năm 2023. Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức Trung Quốc lần này, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc năm 2023 đã xác định định vị mới cho quan hệ Việt Nam Trung Quốc và trách nhiệm của tất cả chúng ta là triển khai, cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, nhà nước, đem lại những kết quả cụ thể tốt đẹp hơn, đặc biệt là trong 6 trụ cột hợp tác đã được xác định. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã thông báo với cộng đồng một số kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của Quốc hội trong thời gian qua. Theo đó, trong khuôn khổ chiến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội kiến, hội đàm, tiếp xúc với lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước Trung Quốc và lãnh đạo một số địa phương Trung Quốc ngay sau kỳ họp lưỡng hội thứ hai năm 2024. Đây là dịp quan trọng để hai bên đi sâu trao đổi ở tầm chiến lược với các vấn đề lớn trong quan hệ song phương, cũng như tình hình quốc tế, khu vực cùng quan tâm. Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Trung Quốc đối với quan hệ hai nước cũng như trong công tác bảo hộ công dân. Chủ tịch Quốc hội mong muốn đại sứ quán Việt Nam tiếp tục triển khai và thúc đẩy triển khai hiệu quả hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có giữa hai nước, chú trọng nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc trong xây dựng Đảng, xây dựng thể chế, quản trị đất nước, phòng chống tham nhũng, quản trị doanh nghiệp với đà phát triển ngày càng mạnh mẽ của quan hệ việt nam trung quốc số lượng người việt nam tại trung quốc sẽ ngày càng tăng lưu ý vấn đề này chủ tịch quốc hội đề nghị đại sứ quán việt nam và các tổng lãnh sự quán việt nam tại trung quốc đã quan tâm rồi phải quan tâm hơn nữa đối với công tác người việt nam tại trung quốc quan tâm phát triển công tác hội đoàn tham khảo kinh nghiệm những cách làm hay của các nước trong lĩnh vực này để cộng đồng ta đông nhưng phải mạnh chủ tịch quốc hội mong cộng đồng người việt nam tại trung quốc tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái nâng cao tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cùng phát triển nỗ lực phấn đấu vươn lên hội nhập tích cực tuân thủ pháp luật và đóng góp cho phát triển ở sở tại đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước chủ động có những đóng góp thiết thực hiệu quả cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước là cầu nối cho quan hệ truyền thống hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước